Hi, hello các bạn, lại là mình đây, Đức Long Bông. Chào mừng các bạn đến với channel của mình ha. Hôm nay mình dẫn các bạn đi ngắm cái dàn hồ cá của mình ha. Thì hôm nay mình sẽ tách mấy cái con cá mái mà nó đang mang bầu á, mọi người tách ra cho nó đĩa ha. Nếu anh em nào chưa biết cách tách đĩa và nhận biết cá mái có bầu như thế nào thì có thể xem cái video này nha. Let's go. Đây là cái dàn hồ của mình nè mọi người, cá mình đang ghép với mọi người đây đó. Từ trên nhìn xuống các bạn có thể thấy những cái con cá mà nó đang mang bầu là cái bụng nó bự đó, mọi người, mà sắp đĩa luôn rồi. Ở bên đây thì mình thấy có một cái con cá con luôn nè mọi người thấy không? Đây nè, có một con rồi, cái này hình như nó đĩa vô trong rồi mọi người, nó đĩa ở trong hồ luôn nên bị ăn bớt rồi, nên bị ăn rồi, còn có được một con nó sống sót rồi mọi người. Này hơi chói mọi người thông cảm nha. Đó, bên đây nữa rồi, có mấy con mà bụng nó bự á thì mình phải tách ra nha mọi người, chứ mình mà để thì nó hư nước do nước hết á mọi người. Giờ thì cùng mình đi tách thôi mọi người ha. Trong đây thì có một con mình đang tách luôn này mọi người, đây là con mái coi dắt dây bông của mình ha. Đây thì mình đang ghép lại đây thì hôm nay cá đĩa nó cũng khá nhiều á mọi người. Trời ơi, đây có mình có cặp két này mọi người, coi nó đĩa trứng này, quá trời trứng luôn. Wow, còn bên đây là nó đã đĩa con rồi mọi người. Mình cũng không để ý nữa mọi người, nói chung là mình không có quan sát nó nhiều mọi người, mình thả vô coi thử nó có ghép đĩa được không, ai ngờ đĩa luôn nha mọi người. Bất ngờ thiệt mọi người ơi, trời ơi các con nhóc luôn nè. Còn bên đây cũng có một cặp màu trắng này mọi người, nhưng mà tình trạng chưa thấy rồi. Thôi giờ cùng mình đi tách trống mái cá bảy màu trước nha mọi người. Đây là các con của mình nè mọi người, hết chỗ để luôn rồi, mình để đại ra đây. Đây các con nè, các con nè, các con nữa nè mọi người, nói chung rất là nhiều nha mọi người. Đây là cái giống, cái hồ đây cá giống của mình nè mọi người xem nè, nó đĩa cá con trong đây luôn rồi nè. Đó mọi người thấy không, quá trời quá đất luôn nè mọi người. Wow, cái này mình chưa vớt kịp nữa mọi người, chắc tí nữa mình sẽ vớt luôn nha mọi người, mình vớt ra mình thay nước nha mọi người. Đó giờ thì cùng mình đi tách cá nha mọi người. Đó mình có cái vàng thay đây nè, tách cá thì mình sẽ sử dụng mấy cái khay này nha mọi người. Đợi mình tí để mình lấy cái khay đó, rồi lấy đây là cái dạng khay 7 lít nha mọi người. Chắc có nhiều tách nhiều đó mọi người, 5 khay rồi đi tách cá thôi. Để mình kiếm cái thầu nữa đây, lấy một cái thố để tách cá rồi. Dụng cụ tách cá thì như đây mọi người, đơn giản vậy thôi. Rồi giờ cùng mình tách ha, giờ cùng mình quan sát nè. Đó thì tách cá thì mình sẽ múc nước của nó luôn nha mọi người, để tránh cái trường hợp sốc nước á mọi người, để tránh sốc nước, tại vì con cá mẹ nó mà hoảng là nó dễ sinh non lắm mọi người. Nó sinh non thì cái con cá nó yếu lắm, nên mọi người cứ múc nước của nó ra đi. Rồi giờ thì mình cùng coi nè, để mình xem nữa con nào. Đây đây có một con đây mọi người, nhìn là mọi người sẽ thấy liền luôn nè. Đây đó, hai hai bà luôn nè mọi người. Đó đây mọi người thấy không, cái bụng nó tròn vo rồi mọi người, mà nó còn vuông ở vài phía sau nữa. Nếu mà mọi người nhìn kỹ á thì mọi người sẽ thấy cái chấm đỏ về sau sau hậu môn của nó này mọi người, nó rất là đỏ luôn, như cái con đang bơi đây cũng vậy ha mọi người ha. Đó, đó mọi người nhìn thấy không, nó quay cái hậu môn lại cho mọi người xem nè, cưng ghê. Đó mọi người thấy cưng không, nhìn mấy con cá mang bầu nhìn
nó khác biệt lắm, cái bụng nó rất là to mà nó vuông đó nha mọi người. Đó thì đây là hai con, giờ mình sẽ tách hai bà này ra. Đây còn nhìn từ trên xuống này mọi người, mọi người thấy bụng nó tròn vo, tuy nó không được to thì vì cá nó to mọi người, mình mới ghép đây á, nó không phải cái size bự sao chói với người ta đó. Mọi người nhìn đó, có thể thấy liền à. Rồi rồi mình sẽ đổ ra, mình múc con cá chấm vô lại nha mọi người. Mình sẽ tách ra hai hồ luôn ha, chứ mình không có để chung á mọi người, mình vẫn xài cái nước thôi, nước của nó thôi mọi người. Rồi mình đổ vô, nói chung rất là đơn giản luôn mọi người, chỉ cần múc nước của nó ra đổ vô nè, rồi quan sát cái con cá, cái tình trạng mà cái bụng nó vuông như mình nói nè. Đó, đó giờ mình sẽ tắt nó ra. Rồi chói quá mọi người. Đó rồi cái bụng nó tròn vo luôn nè mọi người, mà hai bà này cái bụng nó vuông lắm luôn á, nên là chắc chắn là nó sắp đĩa rồi mọi người. Đó mình sẽ bỏ vô từng khay như thế này, rồi mình sẽ sử dụng một cái dụng cụ nữa mọi người để bảo đảm là cái lượng cá con của nó sẽ tối đa nhất nha. Đây là mình sẽ sử dụng những chiếc lồng đĩa như thế này nè mọi người, mình bỏ vào con cá ha, mấy con cá này nó gần đĩa rồi mọi người. Đó mình lỏng nó lại vậy nè cho nó khỏi ăn cá con mọi người, mấy con cá bể màu đây đĩa ra nó ăn cá con lắm đó, mọi người chỉ cần lỏng lại vậy thôi là ok rồi nè. Đó thì cái tác dụng của cái lồng này á mọi người là con cá mẹ nó đĩa, cá con nó sẽ bơi ra cái khoảng không ngoài đây nè, là để cho con cá con nó không bị cá mẹ ăn nha. Cái tập tính của cái con cá bể màu đây rất là ngộ mọi người, nó sẽ ăn cái con cá con của nó khi mà nó đĩa ra nha mọi người, nên mọi người phải làm vậy. Mà để cho quá trình đĩa nó tốt hơn mọi người thì mọi người có thể châm một tí nước mới dần dần ha, hoặc là để trong bóng tối nha mọi người. Còn mình thì thích cách nó đĩa tự nhiên hơn mọi người, nên mình cứ giữ là trong lồng đĩa như thế này, rồi chừng nào nó đĩa thôi mọi người, không có cần gì phải gấp. Rồi tiếp theo qua cái hồ đây nữa nè mọi người, cũng khá là nhiều con, cái bụng to lắm, căng mà to á mọi người, là cái dấu hiệu cá nó gần đĩa nên mình phải tách ra ha. Rồi này bạn cũng thấy mấy bà có dấu hiệu đĩa luôn á mọi người, nên mình cũng tách ra luôn. Thì mình cứ múc nước của nó thôi mọi người, rồi mình cho mấy cái con cá muốn đĩa vào á. Cái này mình không đủ hồ luôn á mọi người, mình không đủ khay để tách luôn á, chắc mình phải tách chung từ chúng á. Đây để mình nó đây cái đây bà này bụng bự lắm mọi người, muốn đĩa tới nơi luôn rồi nè. Đó bà này nè mọi người thấy không, cái bụng nó tròn gió luôn nhìn rất là đã luôn á mọi người. Đó nó cái bụng nó vuông mà mọi người nhìn kỹ nha, mọi người thấy cái sâu hậu môn nó đỏ chói không mọi người. Đấy, khi nào mà đỏ cỡ vậy là nó sắp đĩa luôn á mọi người, nên mọi người hãy nên tách nó ra, đừng có để nó đĩa, đừng có cho nó đĩa trong hồ nha mọi người. Mọi người mà cho nó đĩa trong hồ ha, cái nước nó dơ hư rất dễ ảnh hưởng tới mấy con cá khác á mọi người, với lại á mấy con cá khác nó sẽ ăn cái con cá của con này nó đĩa ra luôn mọi người. Nhìn nó tròn quay à, cưng thấy ớn không mọi người. Đó nhìn nó tròn quay à mọi người. Đó. Giờ mình sẽ quan sát tiếp ở trong cái hồ này còn con nào nữa không nha mọi người. Con nào bụng tròn là mình sẽ tách ra, không có cho nó đĩa ở trong này rồi. Có con này
tròn tròn mà bụng nó hơi nhỏ là chưa đâu, chừng nào nó vuông luôn á thì mình sẽ tách nha mọi người. Rồi thân gửi một cái lòng đĩa cho bạn cá. Rồi thì mình cũng sẽ cho nó vô gấp thôi mọi người. Đây là xong, thấy là ba hồ rồi mọi người. Tiếp theo cái hồ kế bên đó, mình sẽ quắt quắt nó lại để xem cho rõ hơn. Hồ này thì chưa, mình bụng cũng còn khá nhỏ. Và sen hồ này lấy cái thầy ra mọi người. Rồi ok, và sen hồ này là có con cá nó đĩa trong hồ luôn rồi nha mọi người, có cá con nè. Giờ cá con mọi người coi nè, nó núp nè, đó nó núp chứ không thôi bị mấy con này nó ăn hết rồi mọi người. Mà mấy con này nó đĩa xong cái bụng nó xẹp mất tiêu rồi mọi người, nên giờ nhìn cũng không rõ là con mèo mang bầu nó, nhìn khá là khó luôn. Trời ơi uổng ghê á mọi người, nó đĩa trong đây luôn rồi. Rồi qua đây, qua đây mình sẽ tìm bà nèo bụng to, khá là to nữa nè, bụng tròn vuông to, muốn đĩa là mình sẽ tách ra hết. Nó tưởng cho ăn nó bù lại rồi. Cưng lắm. Người thấy nó bù không? À được. Còn ở trên đây, nói chung là đi kiếm con nào cũng to bầu muốn đĩa là tắt hết. Ồ, trong đây có bà cá bụng chà bá luôn mọi người. Đây nè, đó, đó. Cũng to lắm luôn á mọi người. Thôi thôi, tách bả ra liền mọi người ơi. Chứ để như vậy là hỏng, hỏng được. Để nó đĩa ra một phát ha, vừa không không có cá con mà vừa dễ bệnh cá nữa mọi người. Cái điện thoại của mình nó bị mắc nét với đó mọi người, mọi người thông cảm nha. Khi mà thay đổi môi trường sống á mọi người, cái con cá nó rất là dễ đĩa luôn á. Cái này là cái tập tính của nó rồi nha mọi người, chứ không phải là gì đâu. Đi nó chạy nè, dạ mời mất tiêu rồi, để mình quay cho mọi người xem. Đây đây mọi người, thấy bụng nó to to đùng quá mọi người. Trời ơi nguy hiểm quá, cá bụng bầu to mình cũng không có khói nha mọi người, bụng nhỏ nhỏ thôi chứ bụng mà to quá là dễ đi gặp ông bà lắm mọi người. Đó. Đây rồi, con cá nó sắp lên full đỏ luôn rồi. Đây góc đây là mọi người sẽ thấy nè, cái lỗ của nó ngoài sâu á mọi người, rất là đỏ luôn, rất là đỏ luôn mọi người. Để mình lấy nét kỹ kỹ cho mọi người xem nha. Cái lỗ này sâu nó này, mà sâu lỗ hậu môn đỏ chói luôn. Nhiều khi mọi người thấy mắt cá con đó, trong video thì mình không chắc là có thấy hay không nha mọi người. Đó cũng chưa cầm lên đây cái đĩa luôn nha. Rồi bà này bụng tay tầm 2 3 ngày nữa đĩa chắc luôn mọi người, nhiều khi tối nay bà đĩa cũng có nữa. Rồi cho em vô đây luôn mọi người, đây là ba em. Rồi, quan sát tiếp có bà nèo mang bầu không, còn đây đây là mini cá đĩa là tắt mọi người. Bên đây có cái bà này bụng to này,
có bà bụng to và còn nhỏ quá nên mình không cần tách mọi người. Này chắc là mình thay nước xong mình bỏ ít lông đuôi chó vô mọi người, lỡ mà có cá con á mọi người, nó mà được đĩa ra một cách mà bất ngờ thì mình cũng có thể giữ được cái số lượng ha. Chắc mình sẽ làm một cái lồng nữa, một cái lồng mình để chính giữa đây nè, mình để chính giữa đây rồi mình thả lông rong vô mọi người, mình thả cái rong đuôi chó vô để cho nó giữ được cái lượng cá con. Rồi thường thường mấy cái bà mà bơi núp 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 là dễ có bầu lắm. Không phải, nhìn kỹ thì không phải mọi người. Rồi mình còn thiếu một cái lồng đĩa mọi người, cái cây này để giờ quan sát tiếp đó. Một buổi ra tách sơ sơ vậy là được 5 bà mọi người, 5 bà này ha, đĩa ra một phát là hết chỗ nuôi luôn, quá trời luôn. Dưới đây là 5 cây cá con rồi nè mọi người. Đây thì cái lồng đĩa nè, cái lồng đĩa đây là cái lưới 3 ly á mọi người, cái lưới 3 ly màu xanh nè mọi người. Giờ cắt ra rồi rút cái dây rút lại như vậy rồi cho cá đĩa thôi mọi người. Đó, rất là đơn giản luôn. Nếu mọi người không có thời gian làm á, có thể đặt trên mạng ha, tầm 5-10 ngàn cái á mọi người. Nếu mọi người có thời gian thì mua cái lưới về làm thì mình thấy nó rỉ hơn nha, tại vì nó cũng rất là dễ làm chứ nó cũng không có gì khó đó mọi người. Số lượng nuôi vậy mà tách không kịp á mọi người, nó bệnh hết. Như hồi này nó lỡ nó đỉ rồi nè mọi người, nó lỡ nó đỉ rồi thì thôi mình cũng không biết làm sao, chứ không thôi mình phải tách. Nếu mà nó lỡ đỉ rồi á, không giữ được cái con thì mọi người phải hút nước thay nha. Này tối về mình hút nước thay mọi người. Còn cái bầy bên đây thì cũng nhìn chung là cũng khá ok, cũng không có cái gì ấy. Nó tách tách hồ này, tách hồ này, hồ này, hồ này rồi này mọi người. Giờ quan sát lại, lỡ tách rồi thì mình coi cho kỹ một tí coi thử có bà nào nữa. Đó. Vậy là xong rồi mọi người. Đó. Trời ơi cái hồ kép của mình nó đĩ quá trời. Để mình bật đèn lên mình quay cho mọi người xem. Mình cũng không ngờ nó đĩ luôn mọi người. Đó, mọi người thấy không? Trời ơi, các con của các chết này, coi đó hung dữ không? Nó tá nó bảo bảo vệ con nó này mọi người. Này à, chắc mình sẽ tách rồi để mình vớt cá con ra mọi người. Mình vớt cá con ra rồi mình tách cá bố mẹ ra riêng. Để mình nuôi thử cái bầy con này nó thế nào mọi người ha. Bên đây là một cặp cặp trắng, chắc trắng. Còn bên đây là bà cặp két đen đó mọi người. Tự nhiên có bà đây có bị gì đó. Còn phía bên trong mọi người coi nè, trứng nè, nó đang ấp trứng nó nè, nó giữ nè. Ở ngoài sân mình còn một cặp nữa mọi người, mình còn một cặp nữa để mình ra mình quan sát luôn. Đây mọi người chọn ý, trời ơi nó đĩa nhóc luôn rồi mọi người, trời ơi nó đĩa nữa. Đây mọi người đĩa nữa rồi nè, u là trời đã ghê không. Thì ngoài đây của mình là cặp chắc chắn nha mọi người. Đó nè bố mẹ nó này, trời ơi cái này mình nuôi chơi chơi á mọi người, két này mình mua về mình thả chơi chơi vậy à, mà nó đĩa nè quá trời luôn. Chắc cái này mình cũng phải tách ra để dưỡng cái bố mẹ cho nó đĩa đợt sau á mọi người, rồi mình giữ cái con mình nuôi lên tử coi thử nó thế nào ha. Mà hồ này cái hồ thủy sinh của mình nó đĩa trong đây mình biết dốc được hết luôn nữa nè. Trời trời, để bữa nào mình nghĩ mình phải xử lý liền mọi người ơi. Quá đã luôn, quá là tuyệt vời luôn mọi người. Đi tách cá đĩa rồi vô tình gặp luôn cá két nó đĩa luôn này mọi người. Cá két thì mình chỉ nuôi cho vui thôi, mà có ngờ đâu nó đĩa thiệt. Mái kìa. Còn nhìn vậy mọi người biết con nào con trống con mái không mọi người? Mà thật sự không biết nữa, thấy con nào cũng như con nào mọi người. Thì như cái bà đang cầm trứng hình như là cái mái đó. Mái hệ trống, còn cái con cá trống đây tự nhiên sao nó yếu kiệu mọi người, không hiểu luôn. Để mình giờ cái tay nó cũng còn bơi nha mọi người, nhưng mà chắc nó mới ăn no, sáng cho ăn trùng chắc là ăn nhiều quá. Còn cặp đây nữa mọi người, cặp đây mà nó đĩa một phát nữa ha, nó làm khổ một phát nữa ha.
mừng xỉu luôn á mọi người, tại vì cặp trong này nó rất ưu tiên đó mọi người coi nè. Xỉu rồi đó, thì đây là cái cách mình tách cá đĩa với lại cũng như là cái dấu hiệu để nhận biết cá đĩa nha mọi người. Cá đĩa thì mọi người nếu nhìn từ trên xuống á mọi người, thì mọi người cứ thấy con nào bụng to to ra hơn bình thường so với mấy con kia ha, thì mọi người cứ tách đi mọi người, chứ đừng có đợi lâu dài gì hết á. Rồi nếu mà mọi người nuôi trên hồ kính vậy nè, thì mọi người sẽ thấy những cái con mà bụng nó vuông vuông tí ha, cái bụng mà nó vuông về phía sau á, rồi cái lỗ hậu môn nó đỏ thì là đỏ luôn, thì đó mọi người cứ tách ra liền nha. Nó không đĩa ngày một ngày hai, nó không đĩa thì nuôi cùng lỡ nửa tháng nó cũng đĩa nha mọi người, nhưng mà nó an toàn, cái con cá mái nó không bị mấy cái con cá trống nó dí á, thì nó sẽ sinh sản tốt hơn, đỡ phải sinh non hay là bị cá khác trong hồ nó ăn á mọi người đó. Thì nên mình phải tách ra như vậy nè đó, khi nào nó đĩa nó đĩa, khi nào mà cá nó đĩa thì mọi người cứ vớt lại cái cá này vô lại trong hồ của nó ha mọi người ha. Còn các con thì mọi người xin nuôi riêng, mình cũng có video làm về các con mà mọi người, mọi người có thể xem tham khảo ha. Còn bên đây ấy nè, bên đây là hồ cá trống không nè, nên không có tình trạng gì hết. Còn hồ nào mà mọi người ghép á, thì mọi người phải thường xuyên quan sát nha, chịu khó xuyên xuyên tí. mình cũng khá lười đấy, nhưng mà mấy cái con cá này muốn nó sinh sản tốt với lại ngắm đẹp sống lâu dài thì mọi người phải xuyên về vấn đề đó nha. Rồi đấy, chút khoảng thời gian mình tách cá chống mái mọi người, mình cũng muốn quay lại chia sẻ với mọi người ha. Đó, anh em nào không có biết cách nhận biết hay là không biết khi nào nên tách cá chống cá mái ra để đi đĩa mọi người, thì mọi người có thể xem video này nha. Mình xin kết thúc video tại đây nha mọi người. Bye bye, hẹn gặp lại mọi người ở video sau nha. À, đặc biệt kênh mình á, thì mình ngồi thường xuyên đăng tải những cái video về cá mà mình nuôi nè mọi người. Đó, mình thì bảy màu thì mình có nuôi dòng cỡi đó, còn cá thủy sinh thì mình có nuôi mấy con két nè. Nó đĩa luôn, quá trời quá đất. Còn săn mồi thì mình có một bí yellow sen với một bí red sen nha mọi người. Đó. Thì cũng có những chú bé chia sẻ lại cái niềm vui khi nuôi cá với anh em ha. Đấy, rồi đặc biệt là mình cũng có đi quay mấy cái cửa hàng cá cảnh cho mọi người xem ha, hay là những xe cá lề đường á, anh em nào ở gần mà gần những địa điểm đó có thể chạy ra mua tài lệ ha mọi người, chạy ra ngắm cá chơi rồi này nọ cho vui. Gần gần nhiều anh em ở gần mình mà không biết cái chỗ nào á mọi người, thì có thể đăng ký kênh của mình ha, tại vì mình cũng sẽ đi nhiều lắm, mình đi chỗ nào người họ cho mình quay á, anh chị bán buôn bán cá cho mình quay á, là mình sẽ quay hết, chia sẻ lên mạng để cho mọi người biết gần khu mọi người thế nào, có cái địa điểm đó hay không, nó có thì mọi người đi ra mọi người chơi ha, mọi người chơi ngắm cá biết đâu lại lựa được những cái dòng cá mà mình cảm thấy ưa thích ha. Nên nếu được cứ đăng ký kênh của mình nha, nếu được hơn nữa hãy thả like video của mình ha mọi người ha, tại vì cái thuật toán của YouTube nó vậy mọi người, nếu mà video được nhiều like á, thì nó mới được đề xuất lên nhiều hơn á mọi người. Nên á, những nút like của mọi người nè, những nút đăng ký kênh của mọi người nè, đó là một cái gì đó động lực rất là to lớn luôn để mình có thể tiếp tục ra những cái video trên cái kênh YouTube này của mình nha. Đấy, cảm ơn mọi người rất nhiều đã xem video, đặc biệt những ai đã xem tới video cuối những giây phút cuối cùng này ha mọi người ha. Bye bye, hẹn gặp lại mọi người ở video sau nha.